Rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay đi bãi cũng săn được mớ đồ nghề. Và tiện thể cũng có con cưa dĩa anh em. Đó, thì cưa cầm tay nè. Đó, con này khá là đẹp ha. Anh em lưu ý dòng điện này là dòng điện 100V nha. Đó, dòng điện 100V nha. Rồi con này mang cái dĩa nó là 165mm anh em. 155 đến 165mm. Đó, công suất của nó là 1140W nè ha. Rồi tua của nó là 5500 trên 1 phút nha, dòng trên 1 phút. Rồi con nè, mắc in da băng luôn nha anh em. Đó. À, mắc in da băng luôn ha. Đây. Mắc in da băng đây. Rồi con này thân nhựa ha, tay cầm nhựa cũng an toàn khi mình sử dụng ha. Nó đang mang cái lưỡi là hợp kim luôn nha anh em. Lưỡi hợp kim ha. Rồi, con này khá là mới ha, đế nhôm luôn nha. Đó, đế này nhôm, rất là sáng. Đây, ngoại hình ha. Con này phải nói là rất là đẹp anh em. Còn đầy đủ cử rồi nghiêng độ luôn nha anh em. Đó, có cọng dây, em báo anh em á thì khi máy bãi á, em lượm về thì cọng dây nó đứt. Thì em đấu cọng dây, không phải cọng dây, dây thì dây cũng là dây bãi anh em. Nhưng mà không phải dây Makita, đó. Rồi, con này bán giá là 450 ha, test máy nè. Có thắng luôn nghe nè. Rồi, anh em lưu ý dòng điện của nó là dòng điện 100V ha. Đó, lưu ý dòng điện là 100V nha. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em. Giá thì con công khai luôn, 450 ha. Chuyển khoản đủ em bao ship. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em.